Hello, uh, xin chào tất cả các bạn và các anh em. À, hôm nay Câu uh, Cầu muốn giới thiệu đến tất cả các bạn và các anh em uh, một cái mẫu dây PE, hay còn gọi là dây dù của thương hiệu Shimano. Thì cái uh, loại dây hôm nay uh, Ado câu muốn review và giới thiệu đến tất cả các bạn và các anh em là dây uh, Shimano Bitbull uh, 12 lõi và dây này sản xuất theo cái công nghệ ná của Nhật Bản đây là cuộn dây này sản xuất tại Nhật in Japan thì cuộn dây này hiện tại nó có một cuộn 100m 150m và cuộn 200m thì cái cuộn 200m thì nó có những sai là 120 105 và 2.0 cuộn 150m có 1.5 và 2.0 đó là những cái size mà bên AĐu Câu hiện tại bán những cái size này nha các anh em và dây này là có 12 loại này và chiều tải thì dây 1.2 nó chiều tải tầm khoảng 12.9 kg với cái dây này lực tải khá là cao và cái chiều tải này nó khá là ổn định nha các anh em lực tải nó khá ổn định và ít nổ sản với những cái lực tải nằm trong khung cho phép À, 105 thì tại 16.4 kg 2.0 tại 19.8 kg và cái dây này nó có màu màu xanh lá nha à, màu xanh lá dây à, sản xuất tại nhập thì à, cái à, cuộn dây này xa à, cuộn 150m thì à, có giá bán là 620.000 à, cuộn 200m thì bán giá là 750 000 thì cái giá này là cái giá thị trường của Shimano đưa ra thì ở trên tất cả các mạng trang thương mại điện tử có giá bán rất là khác nhau cũng trên là cũng không có nhiều thì các bạn và các anh em cứ tìm hiểu trước khi mua hàng thì các anh em mà mua hàng tại A câu nếu mà mua trực tiếp thì các anh em và các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán nếu mà không đúng hàng không đúng chuẩn thì các bạn và các anh em có quyền không nhận và không trả thêm bất kỳ một cái lợi phí nào thì đối với cái mẫu dây của Shimano Bitbull thì đây là một cái mẫu dây mà được các anh em toàn thủ chơi và đánh giá cũng khá là hiệu quả các anh em nếu mà các anh em chơi lua thì có thể sử dụng cái cuộn dây 150 m khá là phù hợp. thì đây là một cái mẫu dây so với giá thì cũng tương đối cao. tính ra nếu mà đối với những anh em mà chuyên nghiệp chơi thì với cái giá này thì cũng không cao lắm. Cái giá này cũng khá là phù hợp. còn đối với những anh em mà đi câu lục ha, câu lục, đánh chì neo thì đây là cái màu dây cũng khá là phù hợp. Vì là dây là dây nổi thì má anh em vốn lục mà vốn chỉ neo thì nó sẽ phù hợp hơn. Về cái ưu điểm của cái dây này này nó khá là mượt. À, mượt mịn và nó cũng ít su lông. À, bảo vệ cái dàn khuyên cần cầu khá là tốt. À, cái trọng lượng dây cũng khá là nhẹ và thấm nước cũng khá là ít khi mà dây xuống nước mà các anh em kéo lên thì cái độ thấm nước của nó rất là ít. À, vì nói chung là đây là một cái mẫu dây à, nếu mà các bạn và các anh em đủ điều kiện thì à, nên sử dụng cái mẫu dây này à, không phải à, lăn tăng về chất lượng là các bạn và các anh em mua hàng thì à, liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc à, vào website adocau.com à, xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng cảm ơn các bạn và các anh em Hẹn gặp lại và hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.